con ăn là phải dựng cái bình, cái sữa lúc nào nó cũng phải đầy vào cái núm ti này. Nếu nó không đầy, nó hơi hơi như này thì em bé nó sẽ phải mút phải không khí. Nó mút phải không khí thì nó sẽ đầy hơi. Như vậy là không tốt cho em bé nhá. Bụng em bé nó đầy hơi là không tốt nhá. Và mình phải cho ngậm sâu vào cái núm và phải cho dốc cái núm như thế này. Lý tưởng nhất là em mua một cái núm nó có một cái khớp ở đây để nó cái chống hơi, thấy hơi và là chống cho em bé. Có nhà mình có các cái bình là có nhá. Thì đấy thì em mẹ cứ em cứ nghe đi, thì là cho em bé ngậm này, miệng của em bé nhá. Ví dụ đây là miệng của em bé, miệng em bé phải ngậm hết nhá, và em bé sẽ mút như này nhá. Đó là cái lực âm. Đây ví dụ như miệng tay của chị là miệng em bé nhá, thì em bé sẽ ngậm hết vào cái núm như này, và mình cho ăn mình phải dựng lên như thế này, không được ngả ra như này nhá. Ngả ra em bé mút phải không khí là không tốt, cái sữa nó phải ngập ở trong cái núm này như thế này nhá, và dựng em bé lên. Đấy, cái núm của em là rất tốt rồi. Cái bình này của em là cái phía trên này là phía trên môi của em bé. Em hiểu không? Trên phía nhân trung của em bé là cái này, nó ở phía trên như thế này. Và em bé nó sẽ phải ngậm hết vào như này nhá. Em bé nó phải ngậm hết vào như này nhá, và nó mút, đây là miệng của em bé chẳng hạn, như vậy nó phải ngậm hết được vào như thế. Và em phải dựng cái núm lên như thế này nhá. Và bình cho em bé ăn xong thì mình sẽ phải bế con để vỗ ở hơi nhá. Bởi vì chẳng may em bé nó mút phải không khí thì nó sẽ có hơi nhá. Thế thì mình phải dựng con, một là bế con áp ngực lên và mình ngả ra vỗ nhá, đẩy lên, không được vỗ vuốt xuôi xuống mà đẩy lên, đẩy lên để nếu em bé nó mút phải không khí thì nó sẽ ợ lên nhá, còn không mút phải không khí thì nó sẽ không ợ nhá. Thì một đoạn như này là sữa này, nó giống như cái đoạn dây chuyền của em như thế này, một đoạn là sữa, một đoạn là không khí, một đoạn là sữa thì nó đẩy cái không khí lên nhá. Vì cái đường ruột của trẻ nó không có cái nếp gấp cong như người lớn, thành ra là như gần như một đường thẳng ấy. Nên là em bé nó ăn xong mình phải vỗ ở hơi như vậy để em bé nó không chớ nhá. Thế thì mình vỗ vỗ như này, đẩy lên nhá. Nếu em bé mút phải không khí thì nó sẽ ợ nhá, còn mút không mút phải không khí thì nó sẽ không ợ. Có thể em bé thì em sợ em bé đầu nó ngật ngật thì em có thể là ngồi nhá, chị sẽ ngồi ở cái giường của em một chút. Em phải ngồi một tay này đỡ đầu con áp vào ngực mình như thế này và một tay vỗ nhá. Đấy thì tùy theo cách nào mà các em bế con, các em cảm thấy mà em bế dễ nhất để em làm được thì em làm nhá. Và ăn no xong, nguyên tắc là phải đặt con nằm nghiêng, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia, bởi vì cái miếng cuối em bé nó ăn xong nó sẽ quấn lưỡi lên như này, nó sẽ ngậm cái miếng sữa cuối cùng ở trong mồm, dù bú mẹ hay ăn bỉm thì cái miếng cuối em bé nó ngậm ở trong miệng, thì mình phải đặt nằm nghiêng như này để một là em bé nó nuốt, hai là em bé nó sẽ để chảy chảy ở khóe miệng như này thì nó không bị sặc, bởi vì tất cả các bộ phận chức năng của em bé nó chưa chỉ huy được hết các hoạt động vì nó còn non nớt mà, nó là sơ sinh nên là nó chưa đóng mở, nó chưa được tốt ở cái lắc váy của em bé, nên là thành ra em bé nó sẽ nhiều khi mình đặt nằm ngửa ra đóng mở không tốt là nó sặc phát lên phổi nhá. Thì chính vì vậy ăn no phải đặt nằm nghiêng, lúc thì nghiêng bên trái, lúc thì nghiêng bên phải nhá. Đấy là cách mà khi mình cho ăn no đấy, và mình vỗ ở hơi như thế. Và xử trí khi chẳng may trẻ bị sặc mà ọc một phát sữa lên mũi, sữa mà ọc một phát lên mũi, thì việc đầu tiên của các mẹ là lúc đấy là đừng có bế dựng con lên, mà là gì, đưa mồm của mình vào mũi con hút ra nếu như mà mình không sợ mất vệ sinh. Còn nếu không thì tốt nhất em mua một cái hút mũi của bé bé ấy, luôn luôn rửa và để khô đặt sẵn ở chỗ em bé nằm. Khi con sặc một cái là đưa một đầu vào dây và mồm mình, một đầu vào mũi con và hút. Hút nó sẽ chảy vào cái ống, nó có một cái ống thì nó sẽ rút hút hết các cái tác nhân sặc này để nó không sặc ngược vào phổi nhá, vào cái ống đấy. Thế còn nếu không dám hút và không có ống cái dụng cụ của cái hút mũi đấy, cái ống be be đấy, thì ngay lập tức úp con xuống, hai tay không phải bóp vào cổ con mà cầm vào hai bên thái dương con như thế này, úp luôn con xuống nhá, và đầu xuống thấp vỗ vỗ này để nó chớ cho nó xì ra, nó đẩy ra nhá, nó đẩy hết cả ra nhá, vỗ xuống như thế này nhá. Không, bởi vì đấy là cái rất bình thường, nếu mình làm đúng thì em bé nó cũng thoải mái thôi mà. Và em bé nó xì ra thì mình lấy một cái khăn sữa, mình lau hết ở mũi ở mồm và quan sát con, khi con khóc to hồng hào lên thì mới ngửa con trở lại. Nào, được chưa? Đấy là cách xử trí trẻ sặc sữa nhá. Đấy là những cái mà các em phải biết ít nhất là như thế nhá, và cho con ăn để đúng nhá. Và việc khi trẻ ọ ẹ là không bao giờ bế ngay nhá. Ọ ẹ kệ, khi nào khóc thật to lên, em bé khóc hẳn lên báo hiệu thì mình sờ kiểm tra con xem có nóng lạnh gì không
việc đầu tiên là loại trừ xem em bé có nóng có lạnh gì không nhá. Thứ hai là xem em bé có bẩn đít không, sau đấy rồi mới là cho ăn. Chứ còn không, mình cứ thấy con khóc một cái là y như rằng dí ti vào mổ, không bao giờ sờ xem trẻ có chớ, có ướt cổ, có bẩn biết quần áo bỉm, biết có ị kè không, đúng không? Đấy là mình, những cái đấy là mình phải loại trừ trước, sau đấy mình mới cho con ăn nhá. Đấy là những cái mà để em biết em về em chăm con. Rồi em còn hỏi gì không?